Em bé xin chào tất cả những anh chị và cô chú yêu Lan trên toàn tổ quốc nha. Thì tổng hôm nay em bé sẽ làm một cái clip tổng hợp những cái mặt hàng đài em bé sẽ có cho anh chị cô chú siêu tầm. Tổng hợp những cái mặt hàng đài hôm nay thì em bé sẽ chia sẻ toàn những là cái mặt bom cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc luôn. Những cái mặt hàng đài này thì phải nói là lâu lâu nhà em bé mới có hàng để chia sẻ cho anh chị mình nha. Cho nên ở cái clip này nếu như mà anh chị cô chú nào mà mình thấy được cái những cái mặt hàng đài, nếu mà trúng gu của mình á, mình yêu thích á, thì em bé mời mọi người nhanh tay siêu tầm nha. Tại vì hàng đài thì anh chị mình cũng biết số lượng nó rất là ít, nó không có nhiều bằng cái mặt hàng tem, hàng Thái. Thì nếu mà anh chị cô chú nào mà thấy ưng thì cứ alo em ý qua cái số điện thoại 0989214119 thì em ý sẽ chốt đơn và chừa cây cho anh chị mình nha. Cái cây đầu tiên em ý chia sẻ với mình là một cái cây màu đỏ, phải nói là cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc trong cái dòng hàng đài luôn. Cây này tên của nó là Siêu Xinh nha mọi người. Một cái cây màu đỏ, cái màu nỏ này phải nói là nó quá ok luôn. Không có cây màu đỏ nào hàng đài mà đẹp hơn cái cây màu đỏ này nữa đâu anh chị mình. Nó rất là đẹp và nó rất là đáng chơi luôn. Cây này thì bông của nó rất là to. Nếu mà anh chị mình trồng đạt thì bông nó sẽ tầm 18-20 cm. Và riêng cái thằng này nói về thân lá thì nó đẹp cả thân lẫn lá luôn anh chị. Cây này đẹp cả thân lẫn lá. Mà cái màu đỏ em nói là không có thể mà nhầm lẫn với cây nào được. Cây này nó có một cái màu đỏ đặc trưng riêng của nó. Khuôn bông rất là tròn và nó sẽ có cái màu đỏ đặc trưng riêng của nó nha. Riêng cái thằng Siêu Xinh này thì nhà em ấy rất là ít hàng. Thì hiện tại chỉ tầm 10 chậu quay đầu. Anh chị mình nhanh tay thì em ý sẽ chừa cây. Mà nếu như mà không nhanh tay thì anh chị mình cũng đừng có buồn em ý. Tại vì hàng đài em ý có báo ở đầu cái clip là nó ít, rất là ít hàng, không có được nhiều hàng lắm nha. Anh chị nào thích thì nhanh tay alo liền em ý. Đó là cách mình chốt hàng nhanh nhất. Hoặc những cô chú anh chị nào mà có Zalo của em ý rồi thì anh chị cô chú mình cứ nhắn tin cho em ý sẽ chừa cây. Em ý lên một cái cây Siêu Xinh cho anh chị mình xem. Dòng này thì thân lá bao đẹp, không thể chê vào đâu được. Và đặc biệt cái mặt bông cũng không thể chê vào đâu được. Cái này là nhà em ý chia sẻ cho anh chị mình lấy giống thôi, chứ thực chất anh chị mình có thể lên Facebook của em ý sợt nè, lên Zalo của em ý sợt. Năm ngoái hiện tại cái cây này giá thị trường năm ngoái em ý bán 280-320, nhưng mà hôm nay em ý sẽ chia sẻ cho mọi người 200.000 một cây. Hôm nay em ý sẽ chia sẻ với anh chị cô chú mình 200.000 một cây Siêu Xinh. Anh chị nào thích siêu tầm Siêu Xinh, alo liền em ý nha mọi người. Alo ngay và luôn thì lúc đó anh chị cô chú mình sẽ có cây. Còn nếu alo chậm thì em ý không có đảm bảo cho anh chị mình là sẽ có hàng để siêu tầm nha. Chỉ 200 cây cho một cái cây Siêu Xinh thôi mọi người. Quá xuất sắc luôn. Cái cây này em nói thiệt, không có cây màu đỏ hàng đài nào mà được cái màu đỏ đặc trưng. Cái cây này thì nó sẽ có cái màu đỏ đặc trưng của nó. 200.000 một cây Siêu Xinh. Anh chị nào thích siêu tầm Siêu Xinh, alo em ý. Tiếp theo em ý sẽ lên một cái cây hát tùng cam cho anh chị mình cùng chơi. Hát tùng cam này thì hiện tại bữa giờ được rất là nhiều cô chú anh chị săn đón. Nhưng mà nói thiệt là nhà em ý không có hàng nhiều để chia sẻ cho anh chị mình ha. Em ý sẽ đứng ra đây cho anh chị mình xem một số cái cây hàng đài tại nhà em ý. Đó, nó rất là đẹp, bông mẫu rất là đẹp luôn. Để em ý xe dịch cái dàn mẫu một tí xíu nha. Nó rất là đẹp luôn. Đây, đây đằng sau em ý sẽ có một cái cây này cực kỳ đẹp nè. Đó, cây này em ý sẽ chia sẻ cho anh chị mình cùng chơi là 200.000 một cây hát tùng cam. Đây là cái cây hát tùng cam mặt bông nở tại nhà em ý nha mọi người. Đa số mặt hoa mẫu thì em ý sẽ lấy toàn là hoa mẫu nở ở nhà em ý thôi. Cho nên anh chị cô chú nào mà thích siêu tầm thì alo em ý sẽ chừa cây. Cây hát tùng cam thì cái cỡ cây nó như thế này. Hát tùng cam này cũng là hàng đài luôn. Cho nên anh chị nào thích thì alo em ý sẽ chừa cây. Và em ý báo trước trên clip này cái số lượng nó rất là hạn chế. Ở cuối clip em ấy sẽ lên 1-2 cây hàng Thái cho mọi người chơi, nhưng mà hôm nay có hàng đài. Tại vì sao em ấy nó lên trước? Tại vì nó rất là ít hàng anh chị, cho nên em ấy sẽ lên trước, sẽ cho mọi người siêu tầm trước ha. Cái này em bán 200.000 một cây. Anh chị cô chú nào yêu thích hát tùng cam, alo em ấy sẽ chừa cho hát tùng cam. Hàng đài này thì em ấy nói thiệt cái số lượng nó không có nhiều. Số lượng nó sẽ không có nhiều đâu, cho nên mà mình thấy được cái clip này của em ý thì anh chị cô chú mình nhớ nhanh tay. Cái cây tiếp theo, thôi cây thứ ba, đây là một cái cây siêu phẩm. Nói về dòng bông chung mà bông chùm, dòng cát nguyên thủy luôn mọi người. Đây là một cái cây Violetia chớp, dòng cát nguyên thủy. Rất là nhiều người đã từng hỏi em ý, nhưng mà em ý nói thiệt là nhà em ý không có đủ hàng để chia sẻ. Nhưng hôm nay nhà em ý được vài cây để chia sẻ cho mọi người, nhập được một cái vài cây để chia sẻ cho mọi người, thì em ý sẽ chia sẻ cho anh chị mình cùng chơi.
Anh chị mình hoặc cô chú mình cố gắng nếu mà mình chưa có điều kiện thì mình cũng lấy một cái cây này. Mình nên lấy một cái cây này để mình về chơi nha mọi người, và mình làm giống, tại vì cái cây này không có nhiều. Không có nhiều. Đây là mặt bông Violacea chớp tại nhà em Mỹ nè mọi người. Nó rất là đẹp luôn. Đó, anh chị mình cùng thấy, cùng xem cái cây bông mẫu Violacea này dùm em Mỹ nha. Đây là một cái dòng cát xưa, cát nguyên thủy. Bây giờ còn rất là nhiều người có, rất là ít người có. Cây này không phải muốn là có luôn á mọi, không phải muốn là có luôn anh chị. Có những cây nhiều khi có tiền cũng sẽ không mua được, và có những cây nếu mà mình gặp thời mua đúng lúc thì sẽ được rất là rẻ và bông rất là đẹp. Cây này em mới chia sẻ cho anh chị mình cùng chơi với giá là bao nhiêu đây anh chị? Cái này em ý nói ra anh chị mình đừng hết hồn nha. Cái này, cây hoa mẫu này đã có từng có người từng trả 500-700 ngàn, nhưng nhà em ý không bán nha, không bán tại vì không có hàng. Nhưng mà tại vì hôm nay nhà em ý có hàng thì em ý sẽ chia sẻ cho anh chị mình cùng chơi. Đây, cái cây em ý đang cầm trên tay là cái cỡ cây em ý sẽ chia sẻ cho mọi người. Cây này em ý chia sẻ là 200 ngàn một cây Violacea chớp. Anh chị nào thích siêu tầm Violacea chớp thì anh chị alo em ý hoặc nhắn tin cho em ý, em ý sẽ trừ cây cho mọi người. Cái này em ý nói thiệt luôn, không có đủ hàng để chia nha. Nếu như mà anh chị nào mà cái gu là hàng đài thì mình nên chơi cái cây này. Và cái cây này đặc biệt phải nói cái mùi thơm của nó rất là ok. Không có cây nào, không có cây cắt nguyên thủy nào mà thơm có thể mà sánh bằng cái cây Violacea chớp này hết. Nó cực kỳ đẹp và cực kỳ đáng chơi. Cây tiếp theo là một cái cây hàng đài này nữa, em ấy sẽ chia sẻ cho. Đơn hàng này, những cái cây này tầm 200, nói chung hàng đài em ấy sẽ chia sẻ là tầm 200 ngàn một cây hết. Còn nói hàng Thái thì em ấy vẫn bán, có những loại em ấy vẫn bán hàng sale là một cặp 250. Em ấy lên cái cây thứ tư cho anh chị mình cùng xem. Cây này là cây Quỳnh Minh Thất Tin. Quỳnh Minh Thất Tin là một cái dòng bông tùm, bông chùm màu tím, cánh sáp rất là thơm. Mà nó cũng là hàng đài. Cây này em ấy cũng chia sẻ là giá 200 ngàn một cây luôn. Anh chị nào thích chơi Quỳnh Minh Thất Tin thì mình alo em ấy sẽ chừa. Quỳnh Minh Thất Tin này cũng là một cái cây rất là được lòng người chơi nha. Anh chị mình không có hàng để siêu tầm đâu. Cho nên là nếu cái hàng đài này lâu lâu em ấy có một bữa, thì nếu như mà anh chị mình thấy thì mình cứ lên cái clip này. À, mình cứ siêu tầm đi, rồi sau này không có hàng siêu tầm đâu anh chị. Hàng đài, đài nó không có làm được như Thái đâu, rất là ít. Đó, anh chị nào thích siêu tầm cái cây Quỳnh Minh Thất Tin bông chùm này, alo em ý liền nha mọi người. Đa số hôm nay những cái cây đầu clip em ý sẽ lên là hàng đài cho anh chị mình siêu tầm hết. Cái cây ở đầu clip là em ý sẽ lên hàng đài cho anh chị mình siêu tầm hết nha. Bây giờ em ý sẽ lên cái cây này cho mọi người chơi. Hôm nay em ý có một cái cây Thái này là cái cây Đại Cao Hùng. Đại Cao Hùng em ý chia sẻ là 130.000 một cây, ship từ một cây thì sẽ là 130.000. Còn một cặp thì sẽ 250 em ý bao ship đây. Cái cây Đại Cao Hùng này là cái một cái trong những cái cây mà dầu màu trắng lưỡi tím bông rất là to. Đây đây là cây Đại Cao Hùng, nhà em ý chia sẻ cho anh chị mình cùng chơi. Cây này em chia sẻ là 130.000 một cây, còn một cặp thì là 250 một cặp em ấy sẽ bao ship. Nếu như một cây thì là 130, còn một cặp thì 250 em ấy sẽ bao ship. Nếu như mà anh chị nào, chắc những cô chú anh chị lớn tuổi đã chơi cá thì em nghĩ có lẽ là không ai không có cây này đâu. Cái này là một cái cây cát người ta chơi có tiếng có tăm từ xưa tới giờ rồi. Nó rất là đẹp và rất là thơm. Đặc biệt cái cây Đại Cao Hùng này là một trong những cái cây bông màu trắng rất là to, bông từ 16 tới 18 xăng luôn. Nó rất là đẹp và rất là đáng chơi. Anh chị nào yêu thích cái cây Đại Cao Hùng này thì alo em ý sẽ chừa Đại Cao Hùng cho mọi người cùng chơi nha. Cái cây tiếp theo em ý sẽ chia sẻ cho anh chị mình cùng chơi. Cái cây này là cái cây Mem Ten Lai Ma Ri Song. Alo. Thượng Mỹ Lai Ma Ri Song. Thượng Mỹ Lai Ma Ri Song này thì em ý sẽ chia sẻ là một cây như thế này là 130.000, vẫn ship một cây luôn. Nhưng mà nếu như mà anh chị mình cùng lấy một cặp thì em ấy sẽ bán là 250 bao ship nha mọi người. Một cặp thì 250 bao ship. Bây giờ em ấy sẽ lên mặt bông cho anh chị mình cùng xem. Đây, mặt bông rất là đẹp và rất là đáng chơi. Đây là một cái cây nó, màu của nó rất là đẹp, và cái cánh nó sẽ lem nhem rất là cưng luôn.
130 một cây, một cặp thì 250. Anh chị mình có thể mix màu với những cái cây sale, ví dụ sale em ấy có màu cam, màu đỏ, màu vàng gì đó. Mình có thể lấy màu tím với màu cam hoặc màu cam với màu đỏ. Anh chị có thể mix màu thoải mái, mình cứ lấy theo cái gu mà mình thích chứ không nhất định là phải lấy một cặp cùng một loại thì em ấy mới bao ship, không có nha anh chị mình. Đây, cái này em ấy bán 130.000 một cây, một cặp thì 250. Đây là một cái dòng lai rất là đẹp luôn. Cây này là một cái dòng lai giữa cây thượng Mỹ, nó rất là đẹp nha mọi người. Đây. Đó. Nếu như mà anh chị nào thích siêu tầm cái dòng này thì alo em ý liền, em ý sẽ trừ cây cho mọi người nha. Đây, em ý sẽ cho anh chị mình cùng xem cái hoa nó đẹp như thế nào. Hoa cực kỳ đẹp và nó cực kỳ xiên bông luôn. Đây là một cái dòng màu tím khá là đẹp và khá là được lòng người chơi. Đó, cái cánh của nó sẽ lem nhem như thế này. Đây, nó lem nhem, nó rất là đẹp và cái khuôn của nó cũng rất là đều luôn. Thì cái dòng này anh chị mình chơi đẹp cả thân lẫn lá luôn. Nói chung là nó đẹp toàn diện hết, cho nên là nó là rất là dễ chơi luôn. Và cái dòng nó cực kỳ xiên hoa, nó xiên hoa lắm luôn á anh chị. Cái cây đó là mình phải chơi chứ mình đừng có bỏ qua, tiếc lắm luôn, nó rất là đẹp nha. Rồi tiếp theo em ấy sẽ lên một cái cây này. À, em ấy sẽ giới thiệu sơ qua cái dàn mẫu sau lưng nhà em ấy. Sau lưng nhà em ấy sẽ có một số mặt bông đang hoa, là mặt hoa đang nở tại vườn. Thì có những cây hoa em ấy sẽ chia sẻ cho anh chị mình cùng chơi. Anh chị nào mà thích siêu tầm á, thì mình cứ alo em ấy là mình chụp lại cái màn hình á. Mình thích cây bông màu blue nè, bông màu trắng nè, hay là bông màu tím gì đó, em ấy sẽ chia sẻ cây hoa cho mọi người chơi nha. Chỉ có cây Violacea chớp này thì em ấy sẽ không chia, tại vì cái này là kỷ niệm, em ấy không chia chứ không phải là nó làm sao em ấy không chia nha. Cái chậu này là kỷ niệm của cái anh chị kia hồi trước tặng, cho nên em ấy không có chia đó. Mình có thể tham khảo những cái mặt bông sau lưng em ấy ha. Tiếp theo em ấy sẽ lên một cái cây, hồi nãy em ấy quên lên cái cây màu đỏ hàng đài này nữa cho anh chị mình cùng chơi, quá sơ sót luôn. Còn cái cây màu đỏ hàng đài có mắt này nữa nè anh chị. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Hàng đài rất là ít, cho nên là nếu mà anh chị cô chú nào mà xem cái clip em ấy á, thấy cái clip của em ấy thì anh chị nhớ cho em ấy xin một cái chia sẻ nha. Đây, em lên mặt bông màu đỏ này cho anh chị mình cùng siêu tầm. Cái cây này em ấy chia sẻ là 200.000 một cây. Đây là một cây đỏ có mắt rất là cưng. Cây này đỏ nó sẽ có mắt rất là cưng luôn mọi người. Hai con mắt của nó nhìn như hai cái siêu nhân, hai mắt hai bên này. Nếu mà mình nhìn thoáng qua thì thấy nó y như siêu nhân, nó rất là đẹp. Và đặc biệt cái cây này thì nó có cái đài màu đỏ cam luôn mọi người. Nó rất là đẹp và rất là đáng chơi nha. Đó, cảnh trồng cực kỳ đẹp luôn. Cái thằng này thì hiện tại không có nhiều hàng để chia sẻ. Anh chị nào nhanh tay thì sẽ còn, mà chậm tay thì sẽ không có còn nha. Đó, cái này em ý bán 200.000 hàng đài, hôm nay em ý sang bằng giá 200.000 một cây. Đó, cô chú anh chị nào mà lướt qua cái video này của em ý á, mình thấy ưng bụng cây nào thì nhớ alo em ý liền, chốt em ý sẽ chừa cây cho anh chị mình nha. Đây, cái cây màu đỏ quá xuất sắc luôn, cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc luôn. Tầm này thì kiếm tìm cái cây màu đỏ nào có mắt như vậy được nữa anh chị mình, rất là khó. Một cái cây màu đỏ có mắt đều và đẹp như thế này thì cực kỳ khó nha. Không dễ tìm được một cái cây hàng đài nào mà có mắt được như vậy đâu. Đó, quá đẹp luôn. Màu đỏ này thì nó sẽ khác với cái màu đỏ siêu xinh nha anh chị. Hai cây nó sẽ khác nhau hết, nhưng mà em nghĩ là sẽ có, mỗi người sẽ có mỗi gu. Ví dụ như chú A thích cái cây siêu xinh thì chú B sẽ thích cái cây đỏ này, cho nên em ý lên hai cây đỏ một lúc luôn. Nếu như mà anh chị cô chú nào thích cây nào thì mình chốt cây đó về chơi nha. Đó. Rồi cái clip này em ý hôm nay em ý làm tới đây nha. Ngày mai em ý sẽ làm một cái clip mới, hàng mới nữa cho anh chị mình cô chú mình cùng siêu tầm. Thì hiện tại hàng mới về, hàng mới rất là nhiều luôn. Em nhà em ý thì chưa có sạn xong, cho nên nếu như anh chị cô chú nào muốn cập nhật được những cái mặt hoa mới thì anh chị cô chú mình nhớ đăng ký kênh YouTube của em ý và chia sẻ cái kênh YouTube của em ý nha, để em ý cập nhật những cái mặt bông mới lên đó thì mọi anh chị mình có thể thấy được và sưu tầm nó được nha. Em ý cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip này của em ý nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào cái clip khác. Chúc anh chị mình, cô chú có một buổi trưa thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Bye bye.